Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên phát biểu. Thay mặt mẹ cháu, chị cháu và gia đình, xin kính thưa các bác, các chú, các cô, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương và các quý vị đại biểu, bạn bè quốc tế, kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa và đồng bào ta trong, ngoài nước. Bố chúng cháu, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, y bác sĩ đầu ngành và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Bố chúng cháu không còn nữa, mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là mẹ cháu. Từ khi bố chúng cháu lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Mẹ cháu và toàn thể gia đình xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất. Tại thời khắc này, một lần nữa, cháu xin gửi lời cảm ơn tới các bác, các cô, các chú lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, các quý vị đại biểu, các ông bà, các bác, các cô chú anh chị em, đồng bào ta và bạn bè quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa bố chúng cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình xin chân thành cảm ơn các cơ quan đoàn thể trung ương, địa phương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Nhà tang lễ quốc gia đã chuẩn bị chu đáo trong những ngày tang lễ, các cơ quan thông tấn báo chí đã đưa tin kịp thời về lễ tang. Trong quá trình tổ chức tang lễ, chắc chắn không tránh khỏi sơ suất và gây ra phiền hà cho bà con, gia đình xin được lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn.